Bây giờ bắt đầu à? Phạm vi từ đâu? Phạm vi từ đâu? Phạm vi chỗ nào đây? Trông Hoa à? Tôi quẩn trong vòng bao nhiêu giây? 5 giây. 5 giây à? Không chơi trốn quá xa nhá. Đây chỉ trốn chỉ quay. Cô Hương ấy cô hay nhắc lắm. Chui ra đấy nó kiến vào. Tìm hết à? Vào đi, ta kia, mày đứng đấy. Khôn đấy. Ra kiểm tra phát. Đi, chú được sao vậy cháu? Chuột đi rồi, chú ra ngoài rồi. Neo cẩn thận nhá. Neo cẩn thận nhá, giữ nguyên nhá. Tay nghề giữ nguyên. Neo này làm sao tìm được? Tới nơi chứ, an tọa chưa? Giữ nguyên nhá. Sơi. Một phút nhá. Không, mày trốn luôn. Tao gọi mày mà không thấy mày gọi nghe là tao tao đã tìm. Ok. Làm ra đây nào. Chơi đâu hoàng. Ok, đi luôn. Bàn cuối chơi đàng hoàng để tụi 6 giây mà lại. Tụi 6 giây 5 giây, 6 giây. Xem cu đó. Xem dream của Thảo. Chưa xem bao giờ, chưa biết. Xem bao giờ, chưa biết là nó thế nào. Bây giờ thắng thì mới được chứ. Xong rồi không? Alo. Xong chưa? Hai đèn thôi nhá. Đèn mấy phút đây? Tìm mấy phút đây? Vâng, tìm được thôi à? Tụi quần 5 phút là 5 giây mà. 6 giây à? Tụi quần 6 giây mà. 1 giây tụi quần rồi. Tìm một thôi. Đấy, tìm một mới khó chứ. Bao giờ tìm thấy thôi à, Sơn? Bao giờ tìm thấy thôi à? Đây là hội ý đây. Đang hội ý. Tìm đi. Cứ soi đi. Tụi quần 5 giây cơ mà. Thấy. Ôi tôi không ngủ được. Đây là hành trình đi tìm chơi của trò chơi trốn tìm. Bao giờ tìm thấy thì thôi à? Mày xoay một chỗ đã rồi, bắt đầu mày xoay chỗ khác chứ mày ngu ấy. đi tìm. Đi tìm, nên đi tìm cùng anh. Ở đâu? Ở chỗ nào? Ở chỗ này à?
mắc các anh đi tìm đi. Đâu? Chỗ nào? Chỗ này à? Đây à? Chỗ này à? Xong này sóng này nằm ra xong rồi vào nhé. Đâu? Chỗ nào? Đây này. Đây à? Trời gốc cây à? Phạm vi từ đâu đến đâu? Trò chơi trốn tìm buổi tối này mới hơi hiếm đấy nhỉ. Thôi đi. Thôi chạy gọi cháu tìm mà. Hấy ẩn lấp nhưng ngụy trang như dân, ngụy trang như bộ đội chứ. Trong kia biết trong này. Mình ơi, chịu chưa? Chết rồi. Trong kia đúng không? Trong đây nhiều rắn lắm. Bây giờ chỗ này ngụy trang. Con này trốn mà. Đâu? Nó này trong kia. Trốn ở trong này à? Adu. Alo. Vào luôn. Điều này. Để phốc lên. Đúng không? Đúng chỗ này à? Vâng. Đúng rồi. Chắc không? Chắc chắn không? Đấy. Tối quá. À, được. Thấy chưa? A-chan ơi! A-chan có tìm trời không? A-chan có tìm thấy không? Anh Sơn trốn kinh. Nhờ anh Thảo trốn kinh nhá. Ấy đi tìm mọi ngóc ngách. Mặc dù bây giờ là đã gần 10 giờ rồi. Thấy chưa? Tôi còn 6 giây mà. 5 giây à? Hạ xuống 5 giây thôi à? 5 giây. Ai thắng là được tụi quần à? Đúng không? Không. Anh ấy đang chờ giây phút tụt quần nhau 5 giây mà. 5 giây thôi mà. Cái công cụ của nông nghiệp chỗ nào? Chịu chưa?
Chắc chắn là thằng này ngụy trang. Ngụy trang tốt. Chơi trò chơi trốn tìm là ngụy trang tốt. Năm phút nữa nhá, 5 phút nữa nhá. Chơi quanh khu này thôi, nhưng mà chắc trong vườn 6 trong vườn nữa thì chạy, cứ chạy xong rồi chạy lại thôi. Không thì được thì 6 thằng tụ quần nhá. Không không thì đấy, từ ngồi đâu, tao đi là đít. Cả hai thằng mà. Thế nào? Cháu thế nào? Ở ngồi trên đây, ngồi trên đây thích không? Ngồi đâu hết kìa, đi. Cháu đi đây. Xong rồi bọn mày lúc lên đây tìm chạy ra cháu quay rốt lắm. Cháu có biết. Đúng không? Bây giờ thế nào nhỉ? Bây giờ thế nào nhỉ? Ra đây là từng quân từng đưa. Cháu. Không phải chơi. Bây giờ tháng nào? Cháu tháng. Cháu tháng à? Ok. Bây giờ ạ. Tụt quần. Tối mai nhá, thôi về về 10 giờ rồi về đi ngủ thôi nhá. Bây giờ 10 giờ về rồi đi ngủ nhá. Bye bye nhá. Bye bye. Bye bye, bye. Mai chơi tiếp nhá. Hẹn gặp lại tuần sau nhá. Mai thứ hai rồi nhá. Hẹn gặp lại tuần sau nhá. Đi về thôi.